chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết biển ngày 25 tháng 11 trên kênh VTC14. Từ tối và đêm qua thì không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết ở các vùng biển phía Bắc của nước ta. Và ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, từ tối qua thì gió đã chuyển sang hướng Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 5. Và tới đêm thì cường độ gió Đông Bắc đã tăng lên tới cấp 6. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông thì cường độ gió Đông Bắc cũng đã mạnh lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 biển động. Không khí lạnh và khô tràn xuống cũng đã làm cho mây ở trên vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông giảm đi rất nhiều. Và mưa thì cũng chỉ giảm xuống còn diện vài nơi, bầu trời ban ngày có nắng. Trong ít nhất là khoảng một ngày tới thì biển vẫn còn động nên tàu thuyền không nên hoạt động trên những vùng biển này. Còn ở các vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi thì trời cũng chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông và gió có cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và giật trên cấp 6 gây ra biển động. Trong khi ở phía Nam Biển Đông hiện nay thì gió Đông Bắc vẫn hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, nhưng mà khu vực này thì đang có mưa rào và dông. Nguyên nhân là do một vùng mây đối lưu lớn đang có xu hướng phát triển ở khu vực này và mưa dông làm giảm tầm nhìn, và điều này thì gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động hàng hải đang diễn ra ở phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa. Từ đêm nay khi mà không khí lạnh ảnh hưởng sâu hơn xuống khu vực phía Nam thì gió Đông Bắc cũng sẽ mạnh dần lên ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, và kết hợp với một vùng mây đối lưu đang phát triển ở phía Nam Biển Đông sẽ gây ra mưa dông mạnh. Và tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước. Ở tại vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ thì mây thay đổi, ban ngày giảm mây trời nắng, và đêm nay thì gió Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Ngày mai gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và biển động nhẹ. Còn ở vùng biển phía Nam của Vịnh Bắc Bộ thì có mây thay đổi, ngoài khơi có mưa vài nơi, ven bờ thì sẽ có mưa rải rác và gió Đông Bắc đêm nay mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Sang tới ngày mai thì gió sẽ giảm dần xuống chỉ còn mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, tàu thuyền thì vẫn không nên hoạt động ở trên vùng biển này. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn thì đêm nay gió Đông Bắc ở đây sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, và sóng biển sẽ cao ở ngưỡng là trên 2 mét. Đồng thời trời sẽ có khá nhiều mây, có mưa rải rác, một số nơi có thể có mưa vừa mưa to, và tầm nhìn xa sẽ giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Thời tiết thì không được thuận lợi cho những hoạt động hàng hải. Ở vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý thì mưa rào và dông sẽ chỉ diễn ra ở vài nơi, và gió Đông Bắc ở tại đây thì có cường độ mạnh khoảng cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Thời tiết khá thuận lợi cho những hoạt động hàng hải. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo thì ở tại đây gió Đông Bắc giữ ở cường độ là mạnh cấp 5, mưa rào và dông ở diện vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Và thời tiết thì thuận lợi cho những hoạt động hàng hải diễn ra ở trên vùng biển này. Tuy nhiên là tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này vào đêm nay thì cần đề phòng có thể có mưa rào và dông xuất hiện làm cản trở tầm nhìn, và không loại trừ khả năng là trong cơn dông có thể xuất hiện gió giật mạnh. Ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu thì ở tại đây sẽ có gió Đông Bắc cho đến gió Đông và ở cường độ là mạnh cấp 3, cấp 4. Trời ít mây, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Và thời tiết thì vẫn rất thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi và các chuyến ra du lịch thăm đảo Phú Quốc. Ở vùng biển Vịnh Tây Lan, tới ngày hôm nay thì thời tiết đang tốt dần lên, chủ yếu là có mây thay đổi, có mưa vài nơi và tầm nhìn xa là thoáng trên 10 km. Và ở tại đây thì gió Đông chỉ có cường độ là mạnh cấp 3, cấp 4, thời tiết thuận lợi cho những hoạt động hàng hải. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, đêm nay và ngày mai thì chủ yếu là chịu tác động bởi khối không khí lạnh tăng cường. Do đó mà gió Đông Bắc sẽ có cường độ là cấp 6, giật cấp 7 biển động. Từ chiều tối mai thì cường độ gió có thể giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6 biển động nhẹ. Và thời tiết ở đây thì cũng chưa được thuận lợi cho những hoạt động hàng hải. Ở khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc thì cũng do là chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên gió ở trên vùng biển này có hướng Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, thời tiết thì cũng không được thuận lợi cho những hoạt động hàng hải. Ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây, từ đêm nay khi mà không khí lạnh ảnh hưởng sâu xuống phía Nam, thì gió Đông Bắc ở đây sẽ có xu hướng là mạnh dần lên cấp 5 và có lúc cấp 6, kết hợp với những vùng mây đối lưu đang phát triển ở khu vực này, thời tiết sẽ chuyển xấu, biển động nhẹ, kèm theo mưa rào và dông.
và trong cơn dông thì cần phải đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Do đó, khuyến cáo tàu thuyền là không nên hoạt động ở trên vùng biển này. Và đến đây thì bản tin thời tiết xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.